lại là cuối tuần này đầu năm. Cuối tuần mà của đầu năm. Bảy bảy chỗ. Và bên em thì bảy chỗ, em còn có dòng container nữa. Ủa còn cái thằng mà Toyota Rod mới đúng không? Dạ Rod thì nó là 5 chỗ. À 5 chỗ. Dạ. Tại xe đó. Có mẫu ở đây. Mẫu thì bữa nay là do mình để nên cái xe bán ở công ty em á. Sếp chạy trên Sài Gòn. Cho nên là bên em. Nhà sếp ở Sài Gòn. Nhà ổng quận mấy để biết hồi chạy gì đó là ghé quay nhà ổng coi luôn. Em mới hỗ trợ được nha. Còn bữa nay thì đang không có xe mẫu cho mình coi. Ồ. Dạ. Thằng Rod còn 7 chỗ là thằng 7 chỗ thì sẽ là Innova. Ủa cái thằng nào mà nó cạnh tranh với thằng Mitsubishi và Xpander là... đang tính coi cái dòng đó đó. Tại vì thứ nhất là những cái giá hoặc là cái bảy chỗ nó gần súp lại súp giống nhau đúng không? Dạ. Anh đang muốn coi cái dạ. Cái dòng vậy. Nhưng mà chỉ đó thì chắc là để em hỏi là kho là gì, em chắc em qua kho coi nha. Gần đây hả? Hay đi bộ? Nó nằm gần, cũng đi bộ được với đi xe. À. Nó nằm bên chỗ đường cách mạng 8 trên chỗ Phạm Văn Xuyên á. Ờ, dạ. Kho riêng á, kho riêng của dạ, cái này. Dạ, kho riêng, đúng rồi. Ở đây thì em đi trưng bày chiếc thôi. Để em hỏi là một chút nào. Ok, ok, ừ. Anh. Cái này Fortuner. Fortuner thôi nha. À, Innova 2020 hả? Ồ, cái này giá mà đã bao gồm VAT đó 807 à? 808. Chưa ăn bánh. Thôi lên thử đi. Đấy, mẫu xe yêu thích, Innova 7 chỗ luôn. Vô hẳn luôn đi ấy. Trong xe này thì ngồi thoáng rộng. Thoáng rộng hơn. Nội thất ok. Cái xe này nó không có chế độ cruise control. Khóa điện tử. Không, em qua bên kia, em mở em qua bên kia đi. Innova. Đi nhà mình đi thử Innova ha. Nội thất ok chứ, ghế đúng rồi, nó đẹp rồi. Quá đẹp ha. Ghế thì ghế đẹp. Ngọc đựng đồ. Cái này, có... cái này là số tự động. Cái này là số tự động. Số tự động. Màn hình này chắc màn hình cũng cỡ 10 inch hả? Cái kia nó cũng có màn hình nè. Có. Cả 8 inch. Nhưng mà cũng phải gắn thêm cái thêm camera hành trình thôi. Mắt này cũng ok ha. Cái này ok nè. Rồi bước ra thử yên sao ngồi có rộng không? Nó rộng nè. Rộng. Ra thử băng sâu coi. Cái tư không? Tư ra mà sao tư chính lên là thấy rộng luôn. Rộng hơn cái chiếc kia. Ba người, đâu cái cửa bên Mitsu là mình lấy thử rồi. Mitsu bữa có sale xe lấy thử. Ở đâu đâu cũng có lấy thử mà tại hôm nay nó không làm việc nữa. Hai ngồi hai người rộng ha. Rộng ba người. Ba người. Ba người thêm một người nhỏ là được rồi. Mitsu hai người. Đúng rồi. Nhưng mà cái xe này nó sẽ rộng hơn cái xe được. Ở đây ba xe thế này. Design của nó được đẹp. Rồi bước ra luôn ha, thử coi. Gấp rưỡi. Mở cửa đó vậy ra. Không được, đi ra đây luôn. À, đây luôn.
thử, đang thử xe. Không, cái này thì tụi nó rộng hơn bên của thằng Mitsubishi nhiều. Thế hiện tại của mình là thuế trước bạ 10%, thì là 87.900.000 nè. Biển số này là ở thành phố là 1.000.000. Nếu còn mà ở tỉnh huyện không, ý là thành phố là thành phố Tây Ninh hay là thị xã Hòa Thành chẳng bàn gì đó thì là 1.000.000. Chừng nào mà huyện như Tân Châu, Tân Biên hay gì đó thì nó sẽ là 200.000. Đăng kiểm là 340. Cái này là phí đường bộ là 1.560.000. Cái này là phí dịch vụ để bên em hỗ trợ ra giấy tờ biển số cho nhà mình thì là 2.500.000. Bảo hiểm này là bảo hiểm bắt buộc 873.400. Rồi, hết tổng chi phí là mình sẽ cộng tiền phe, tiền xe này và các chi phí này giùm em ha. Thì sẽ ra lại chiếc xe giá cuối cùng là 968 triệu này. Cái lệ phí trước bạ là không có chương trình hả? Không có chương trình dạ, cái chương trình giảm 5% là nó ra hết áp dụng từ ngày 31 tháng 12 rồi chị. Hết năm 50% hả? Đúng rồi, bây giờ nó quay trở về 10%. Hồi trước 31 tháng 12 thì nó lại 5%. Cái bị hạn nghỉ hả? Dạ, còn giờ thì nó đã quay trở lại thích bình thường rồi. Thích chào mấy cái bạn khác cũng vậy luôn đó. Dạ, thì nó là thông tư của nhà nước cho nên nếu mấy hãng khác mà là xe lắp ráp thì nó đều giống như tụi em vậy hết, nó đều quay trở về 1%. Dạ. Hết năm. Nếu mà cách đây 2 ngày mua thì giảm được 40 triệu hả? Đúng rồi. Dạ. 43 triệu. Dạ. Tháng này 3 triệu. Bữa nay là lên hả? Dạ. Không, nó trở về cái mức nó cái lệ phí trước bạ của nó trước 31 tháng 12 nó được do giảm 50%. Nhà nước hỗ trợ để cái vì ảnh hưởng cái dịch Covid á nên là mấy tháng cuối năm này là nó đang giảm thuế nhưng mà nó hết tới 31 tháng 12 là hết rồi cùng. Nó cho tới hết năm. Dạ. Giống như kích cầu á. Thấy tròn. Này lên tới 900. Thằng này nó hơn thằng kia gần 200. Cái 704. Này là 2020 phải không? Form này là form tụi em bán cho năm sau nhưng mà hiện tại những xe anh lấy ở đây sẽ là xe số khung 2020. No. Dạ. Tất cả hiện tại. Okay. Phải qua tháng ít nhất phải qua tháng 1 cỡ tầm cỡ khoảng sau quý 2 phải không? Cỡ quý 2 thì nó mới có bắt đầu là 2020. Sau ngày 10 tây tại vì xe này là xe lắp ráp cho nên là cỡ khoảng sau ngày 10 tây là nó bắt đầu là xe 2021 được rồi. À, lắp ráp này là bên nào lắp ráp này đó? Mình lắp ráp ngoài nhà máy ở ngoài Vĩnh Phúc của anh. Tôi tại Việt Nam và Vĩnh Phúc. Dạ. Ok. Đó, chẳng ngọc trai á, mạng kim á là thêm 8 triệu nữa. Innova bản tự động này bên em có hai phiên bản ha. Phiên bản anh đang có ở đây là phiên bản Ventura đặc biệt thì nó chỉ có 3 màu thôi, là màu trắng ngọc trai, màu đỏ và màu đen. Còn Innova phiên bản tự động phiên bản thường á, nó sẽ có màu trắng sữa thường, màu đồng ánh kim, màu bạc. Ví dụ như phiên bản thường với phiên bản gì nó trên không nhau được khoảng mười mấy triệu, giống như chiếc kia thì giá niêm yết là 865, chiếc này là 879, trên nhau được khoảng mười mấy triệu. Dạ. Nếu như mà cộng thêm 8 triệu nữa thì coi như là 975. Lên gần ngấp nghé 1 tỷ á, ngấp nghé 1 tỷ. Nhậu nữa là đủ 1 tỷ. Rộng, ồ, nhìn rộng quá trời nè. Thôi em quay qua em ngồi, em quay ngồi ngược vô thử. Nó khác với cái bữa không? Rộng hơn nhiều. Rộng hơn nhiều. Thấy không? Rộng hơn. CRV hàng CRV nó cũng dạng là 5 cộng 2. 8 cm. Ồ, CRV cũng 5 cộng 2. 5 cộng 2. Cho nên ghế sau ngồi được 3 người. CRV là nó cạnh tranh với lại bên thằng Bro 3008 đúng không? 508. 500 à 508 là cũng 502. Ba người ngồi bấm thoải mái. Được. Việt Nam mình ốm ốm. Đâu đóng xuống coi nhẹ không? Này hình như có, cũng có camera sau luôn hả? Dạ, camera lùi sau. Ủa nhưng mà mình mở bằng nút bấm có nút điều khiển nè. Dạ không anh, chiếc này thì chưa, nếu mà chiếc nào mà có là do khách gắn thêm, mình có thể trang bị thêm cấp điện thì nó sẽ có cái nút đá là bấm thì nó sẽ tụt lên. Camera lùi là gắn đâu? Đây nè. À ok. Venture. Em Camry đứng vô cái Camry này coi được bốn chỗ. Gì vậy? Nó bằng
Nguyên cái chung cư luôn vậy. Ý rưỡi hả? Em qua đây cầm giùm anh cái. Anh gần hết pin nè. Tỷ 28 mấy. Cầm nhìn nó nữa thử. Rồi. Nè, màu kim nè. Một bạch kim nè. Hợp với lại dáng anh nè. Rồi, màu trắng luôn. Màu trắng may mắn nè. Màu trắng hợp với lại bạch kim nè. Màu quay cái kim hợp với đây. Lại mạng kim luôn. Đây mạng thủy, mạng thủy. Ờ, mạng thủy. Mạng thủy thì vào đẹp quá. Em quay sát ở đây nè, còn có cái màn hình điện, màn hình nữa đó đây. À, màn hình nữa đã không? Phải dặn cho khóa lên mới thấy được cái sáng đó. À, bên đây cái màn hình này chắc cũng gần 8 inch. Đi số tự động luôn. Thấy không? Ồ, có giếng trời nữa. Ủa, cái này mở là được hả? Giếng trời. Không phải. Có nghĩa là gỡ cái miếng này ra hả? Ờ, nó đẩy ra, đẩy vô nè. Rồi xéo đây nè. Nó giếng trời, nó thấy chưa? Nó chạy là có không gian. Không, giếng này là đã quá. Đúng lên ngồi nó khác. Giờ giếng cái nội thất nhìn mắt lạnh. Lên về nhà đi ngồi chớ lâu. Giấc mơ của ruồi. Ruồi là gì, muốn ngồi chứ ruồi gì. Cứng cáp ha. Mở cửa ra, mở cửa. Thấy đẹp không? Được. Cái này chạy quá nâng cấp à. Thôi. Đụng nhẹn cái nó đóng cửa cái rầm. Nhẹ lắm rồi. Thấy không? Băng sau cũng ok. Băng sau ngồi cũng được hai người lớn. Yeah. Ngoài là thích có cái đây nó có cái giếng trời quá đẹp. Như là đi biển có mở cái đó ra được không? Đó, cái này có kiến mà. Nhưng mà mở cái kiến nó được đúng chợ không? Kiến là chắc nó có cái nút. Nút bấm thì nó sẽ kéo lùi gió nó luôn. Còn cái này là chỉ đóng ra đóng vô lấy ánh sáng thôi. Đó. Chào thương. Ok. Rồi hơn cái này hãy về để anh tiền tiếp. Ghế chỉnh điện chỉnh bên hông giùm em anh. Nó có nguyên một dãy nút ở bên hông. Đây hả? Này không? Dạ, không. Ở dưới, đây. Ở dưới nè. Đó. Này là đẩy lên đẩy xuống. À. Đó. À chỉnh điện. Này là ghế bật. À thành ghế ha. Còn này lấy gì? Còn này là cái đệm với lưng này để phù lên hoặc là xẹp xuống. Ngồi vô đó. Ngồi vô chiếc này là tự nhiên đẹp trai à. Còn này nguyên cái này là đẹp trai thiệt. Ngồi cái này nó khác liền. À. Đó, à. Trời cái này là hợp lý vừa luôn nè. Ngồi dưới này nó khác rồi. Nhưng mà thôi mình ngồi dưới này. Ai ai dám chơi mình á. Này để nhẹ thôi tự động. Xem cái này vậy. Ngồi nó khác liền á. À, nó có cái cửa sổ trời. Hả? Cửa sổ trời đó. Giếng trời. Giếng trời. Giếng trời. Giống như cái thằng hình như là cái thằng CRV. CRV. Nhưng mà nó sẽ có kính chứ không phải là nó sẽ có kính. Nhưng mà anh kéo ra nó còn nó kính. Đen. Tiền luôn. Tỷ 2. Hai 2.5 và có 6 cấp tự động. Màu trắng lục chai là cộng thêm 8 triệu. Ông gì ngồi vô cái này nó khác liền đó hả không? Ngồi vô cái này nó khác liền. Nó không giống cái kia đâu. Nó đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn liền. Wigo hả? Đọc là Wigo hay Wigo? Wigo. Mấy chấm nè. Còn cái gì bằng 4 chấm nè, cái 1.2, 3.8, 4.5 à, 3, 5 chỗ. Màn hình này cỡ 6-7 inch nè, 6-7 inch nè.
chiếc này thôi, em đi vợ chồng con cái em là xong rồi, đâu có thêm ai nữa. Xe này chơi với thú chơi với thú. Cái này mà em mà mua cái này á thì anh đi xe Đồng Phước xuống rồi kêu người ta rước lên thì chứ rước vào Đồng Phước à. Cần là xe 7 chỗ. Đó. Ủa cái này mở bằng khóa. Ok.